Sáng 13 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng, chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban, thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng, cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các thành viên Tiểu ban. Tiểu ban nhân sự Đại hội 14 được thành lập theo nghị quyết số 40 NQTW ngày 8 tháng 10 năm 2023, hội nghị trung ương 13 do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm trưởng tiểu ban. Theo nghị quyết 40 NQTW, tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, kế hoạch triển khai giới thiệu nhân sự ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo công tác nhân sự ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 trình đại hội 14 của Đảng, tham dự phiên họp có thành viên tiểu ban, gồm các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, dự phiên họp còn có các thành viên tổ giúp việc của tiểu ban nhân sự. Tiểu ban đã nghe tổ giúp việc trình bày các nội dung liên quan đến tiểu ban nhân sự, thành viên tiểu ban đã thảo luận cho ý kiến.